Thưa quý vị, xuân về khắp các nẻo đường từ thành thị đến nông thôn và trên những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh, càng thấy rõ không khí lao động hăng say. Cán bộ kỹ sư cùng công nhân chia ca làm việc đến cận Tết mới nghỉ. Sau Tết lại bắt tay ngay vào nhiệm vụ tại công trường, góp sức hiện thực hóa khát vọng phát triển bền vững của tỉnh nhà. Với chiều dài hơn 14 cây số, tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, dự án đường tỉnh 823D trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An, Thành phố Hồ Chí Minh do liên danh công ty cổ phần xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hảo, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Trung Thành thi công. Nhà thầu tập trung nhân lực và phương tiện chia làm 4 mũi để sớm đẩy nhanh việc hoàn thiện nền đường trước mùa mưa. Từ khi nhận mặt bằng thi công thì tập trung nhân lực, thiết bị, máy móc thi công, triển khai thi công chia ra làm nhiều mũi thi công nền đường. Đắp cát để tiến hành thì là cũng chia ra làm 4 mũi thi công. Nhà thầu cũng đẩy nhanh cái việc hoàn thiện thi công nền đường đắp cát trước mùa mưa. Hiện nay thì thời tiết là cũng rất là ủng hộ cho việc thi công nền đường, cho nên là nhà thầu cũng đang tập trung máy móc thiết bị con người cao để tiến hành tổ chức thi công hoàn thiện sớm mục tiêu của dự án. Còn đây là công trình cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây thuộc đường Vành Đai, thành phố Tân An, gồm hai gói thầu 5A xây dựng cầu Vàm Cỏ Tây và 5B xây dựng nâng cấp mở rộng đường tỉnh 833 và sửa chữa cầu Tổng Uẩn. Trong đó, gói 5A do liên danh Delta Trung Nam ENC thi công, dự kiến đến tháng 6 năm 2023 sẽ hoàn thành. Thường cái dự án như thế này là nó khoảng 2 năm, nhưng ở đây thì rất là gấp, 18 tháng, nên là tiến độ rất là căng. Cái sản lượng hiện tại mình thi công đến thời điểm này là gần 50% rồi. Nhà thầu sẽ là tập trung lãnh đạo chỉ đạo, ưu tiên cái nguồn tài chính tốt nhất cho dự án, tăng cường cái máy móc thiết bị, nhân lực tốt nhất để thi công, đảm bảo cái tiến độ của mình. Với quyết tâm, bàn giao mặt bằng đến đâu, tập trung thi công đến đó, ngành giao thông vận tải tích cực phối hợp các địa phương liên quan, tháo gỡ khó khăn để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Cái dự án đường Vành Đai thành phố Tân An để triển khai phải nói là quyết liệt phối hợp thành phố Tân An để có cái mặt bằng thi công. Và dự án này phải nói rằng là nó đã kéo dài trong hai cái nhiệm kỳ của đại hội đảng, tức là đại hội 10 và 11. Cho nên với nỗ lực quyết tâm của tỉnh ủy và ủy ban đã chỉ đạo quyết liệt, thì ngành giao thông đã tập trung phối hợp với thành phố Tân An để làm sao có mặt bằng. Và cơ bản đến thời điểm này là chúng tôi đã có cái mặt bằng phạm vi 33 mét để thi công. Và đối với công trình này chúng tôi quyết tâm là sẽ hoàn thành trong năm 2023. Cùng với mùa xuân của niềm tin và ước vọng, không chỉ riêng dự án đường tỉnh 823D, đường Vành Đai, thành phố Tân An, mà các công trình giao thông trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, góp phần tạo bước tiến mới trong năm 2023 và tạo đà để phát triển toàn diện kinh tế xã hội tỉnh nhà trong những năm tiếp theo.